Xin chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh sàn điện ảnh FT Home. Và hiện tại Quang đang di chuyển trên đường Đinh Đức Thiện nối dài về khu công nghiệp Cầu Tràm, một trong những cung đường sầm uất nhất nơi đây. Cũng như quý khách hàng có thể thấy là hai bên đường dài nào cũng kinh doanh mua bán rất là nhộn nhịp. Và điểm đặc biệt ở nơi đây để thu hút dân cư về sinh sống và đầu cư là khu công nghiệp Cầu Tràm với hơn 5.000 công nhân đang làm việc và sinh sống tại đây. Khi đó, tiền sẽ đổ dồn về nơi đây và giúp cho khu vực nơi đây ngày càng phát triển hơn. Vì vậy, khiến khách hàng cứ yên tâm khi đầu tư hay là an cư tại đây. Và căn nhà em muốn giới thiệu đến quý khách hàng nằm ngay phía sau chợ Trung Thành, chỉ cách đường Đinh Đức Thiện vào 50m. Rất thích hợp cho quý khách hàng đầu tư và mua bán. Và khi quý khách hàng đầu tư ở nơi đây thì chỉ trong vòng 3 tháng thì quý khách hàng đã lời được ngay 100 triệu. Và đây là dãy nhà bên em, đang trong quá trình hoàn thiện, khoảng dự kiến 1 tháng nữa là bàn giao. Trước nhà là đường rộng lên đến 8m, quý khách hàng có thể là kinh doanh mua bán thoải mái. Trước sau là những khu dân cư đã có rất đông dân cư sinh sống. Đặc biệt vào dịp cuối năm, bên công ty đang có chính sách khuyến mãi cho quý khách hàng đó là cam kết cho thuê lại với giá là 4 triệu một tháng và được 12 tháng và còn được tặng 10 chỉ vàng và một bộ nội thất trị giá 20 triệu đồng, tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Và căn nhà này quý khách hàng mua chỉ với giá là 1 tỷ 600 triệu đồng, rất là rẻ so với thị trường xung quanh hiện tại. Và về phần xây dựng và kết cấu nhà thì rất là kiên cố, móng ép cặp lên đến 6m, quý khách hàng thoải mái lên thêm 1 đến 2 lầu nữa. Tường thì là tường đôi cách âm, gạch thì được dán cao đến 1m5 full cả nhà. Điện thì là điện âm tường rất là an toàn, nền trần là trần thạch cao rất là sang trọng. Không gian phòng thì lúc nào cũng là rộng rãi và thoải mái. Và đây là không gian phòng nhà sau, có nhà bếp và nhà vệ sinh. Không gian bếp thì rất là rộng rãi, quý khách hàng bày biện thoải mái những vật dụng cần thiết cho nhà bếp. Và có thể là để được một máy giặt, một bàn ăn dành cho 6 người hay là một tủ bếp. Và đây là không gian nhà vệ sinh ở tầng trệt thì cũng được lót gạch cao đến 1m5, rất là sạch sẽ. Nhà vệ sinh thì được đặt dưới chân cầu thang giúp tiết kiệm diện tích cho căn nhà thêm rộng rãi hơn. Và đây là cầu thang để đi lên tầng 1. Bậc thang thì được lót đá hoa cương rất là sang trọng. Khoảng cách thì rất là rộng rãi, thoải mái di chuyển đồ vật lên xuống. Và đây là ban công của ngôi nhà. Từ đây quý khách hàng có thể nhìn thấy là khu dân cư rất là đông đúc, nên quý khách hàng có kinh doanh thì cũng rất là thoải mái. Và đây là phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà, rất là rộng rãi và thoáng mát. Tường thì cũng được lót gạch cao đến 1m5. Và cửa thì được làm bằng cửa sắt sơn tĩnh điện, rất là đẹp và sang. Phía sau thì còn có một nhà vệ sinh và một phòng ngủ thứ hai. Nhà vệ sinh thì được đặt nối giữa giữa phòng ngủ thứ nhất và phòng ngủ thứ hai, thuận tiện cho hai phòng xài chung. Cuối cùng là phòng ngủ thứ hai có cửa sổ thoáng mát lấy ánh sáng vào trong căn phòng. Và từ đây nhìn ra quý khách cũng có thấy là những dự án nhà đang được xây dựng rất là đông đúc. Và có một số nhà thì cũng đã được cư dân sinh sống ở đây rất là đông và rất là thuận tiện cho quý khách là kinh doanh. Và chỉ với 1 tỷ 700 triệu quý khách hàng đã sở hữu một căn nhà kết cấu chắc chắn như thế này mà còn nằm ngay trung tâm chợ thì chỉ còn duy nhất bên em có sản phẩm để đem đến cho quý khách hàng. Thì quý khách hàng hãy gọi ngay cho em vào số 0949698410 để được tư vấn miễn phí, hoặc quý khách hàng vào link bên dưới YouTube để xem nhiều sản phẩm khác hơn nữa. Vì bên em rất là đa dạng sản phẩm, giá chỉ từ 680 triệu đến 7 tỷ. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Hẹn gặp lại.